Chào các bạn, chủ đề hôm nay là cách lộp học phí du học Anh. Xin chúc mừng các bạn nếu xem video này là trên tay các bạn đã có thư mời nhập học Anh rồi đúng không nào? Chúc mừng các bạn. Và để lộp học phí du học Anh, thứ nhất, chuẩn bị cho Naomi những giấy tờ sau. Thứ nhất là phải in cái thư mời nhập học. Thứ hai, hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân. Thứ ba là hộ khẩu gia đình. Ba thứ này bạn cầm ra ngân hàng và nhân viên ngân hàng ở bất cứ ngân hàng nào có thể giúp các bạn chuyển tiền học phí của các bạn sang trường. Tại vì phải có thư mời nhập học để chứng minh chuyển tiền ra nước ngoài và có nguồn gốc. Nếu các bạn dưới 18 tuổi, bố mẹ các bạn đi lộp học phí cho các bạn thì bố mẹ các bạn phải cầm thứ nhất là hộ chiếu. Nếu thứ nhất là hộ chiếu, thứ hai là thư mời nhập học, thứ ba là giấy khai sinh của bạn, ID, chứng minh nhân dân của bố mẹ các bạn và hộ khẩu gia đình. Nếu các bạn đã là học sinh và đã ở nước ngoài rồi, các bạn cần visa. Các bạn cần visa, còn các bạn chưa sang UK thì hoàn toàn có thể, tại vì các bạn lộp tiền học phí để làm visa. Nếu các bạn là sinh viên của công ty 012 Global hoặc Naomi thì bên Naomi hoàn toàn hỗ trợ chi phí để lộp cái học phí này. Có rất là nhiều cái học bổng từ 10% đến 100% để giúp đỡ các bạn học sinh từ 7 tuổi cho đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhớ like and subscribe cái kênh YouTube của Naomi UK Official để nhận được nhiều những cái video giá trị hơn. Cảm ơn mọi người.